Đối với các đội bóng ngày nay, việc kiếm tiền cũng không kém phần quan trọng như chính là trình diễn trên sân của họ, khi mà mức lương cầu thủ ngày càng tăng cao. Mọi nhu cầu thay đổi, nâng cấp hệ thống sân bãi hay thuê huấn luyện viên mới đều cần đến tiền. Ngoài ra còn có các hoạt động chạy truyền thông nhằm đánh bóng tên tuổi. Tất cả đều cần tiền làm chất xúc tác để mọi việc được vận hành một cách trơn tru. Và một trong những cách phổ biến nhất để các câu lạc bộ kiếm thêm thu nhập, nhất là trong những dịp hè như thế này, chính là việc bán áo đấu. Đây có thể coi là thu nhập thụ động của các đội bóng khi họ đã có sẵn bên thứ ba để thi công mẫu áo cho mình và chỉ cần chờ những người hâm mộ nhiệt thành xuống tiền. Vì thế chúng ta sẽ thường hay nghe nôm na là lấy tiền bán áo đấu bù lỗ. Tuy nhiên chúng ta hay lầm tưởng rằng đội bóng sẽ thu về hết tiền doanh thu bán áo đấu về cho cá nhân họ nhằm tái đầu tư cho những việc khác. Nhưng đây là một trong những ý nghĩa khá sai lầm mà Cảm Sơn sẽ cùng các bạn giải đáp trong video hôm nay. Để có thể lấy một thương vụ cụ thể để phân tích, chúng ta hãy nhớ đến thương vụ đắt giá nhất lịch sử Serie A. Đó chính là Cristiano Ronaldo cập đến Juventus với 117 triệu euro. Không chỉ là một huyền thoại, Ronaldo còn là con mồi truyền thông để các đội bóng sở hữu anh có thể khai thác một cách triệt để. Và đương nhiên, câu chuyện bán áo của anh cũng không ngoại lệ. Ngay khi Ronaldo xác nhận chính thức trở thành cầu thủ của Juventus, các đơn đặt hàng áo của anh tăng một cách chóng mặt và mang về doanh thu tới tận 60 triệu euro chỉ trong chưa đầy 24 giờ, theo báo cáo của tờ Independent. Chưa đầy một ngày sau khi xuống tiền hơn 100 triệu euro, mà giờ đây, Juventus đã thu lại được hơn phân nửa. Đây chắc chắn là một thương vụ đầu tư trong mơ với bất kỳ câu lạc bộ nào. Tuy nhiên, mọi mơ mộng hão huyền đều tan thành mây khói khi luật sư thể thao Jake Cohen, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch cấp cao trong bóng đá, nhận định rằng không bao giờ có chuyện câu lạc bộ thu hồi được số tiền dùng để chi mua cầu thủ thông qua việc bán áo đấu. Nếu như mổ xẻ nhận định này của Jake Cohen, chúng ta đều thấy được những lời ông nói là hoàn toàn có căn cứ. Nên nhớ rằng câu chuyện bán áo đấu không phải của riêng câu lạc bộ, mà còn là câu chuyện của nhà sản xuất. Cụ thể ở đây, với Juventus là Adidas. Sau khi công bố Ronaldo chính thức là người của mình, Adidas là người đứng sau công tác sản xuất, kiểm tra, vận chuyển sản phẩm, trưng bày ở những vị trí đắt đỏ và chờ khách hàng xuống tiền. Vì thế sẽ là cực kỳ vô lý nếu như họ làm hết những công việc khó nhưng lại chẳng thu về được chút lợi nhuận nào. Trong khi đó, chiều ngược lại, đội bóng, hay cụ thể trường hợp này là Juventus, chỉ góp vào tên cầu thủ, nhà tài trợ chính cũng như logo đội bóng mà thôi. Thế nên, không thể nào câu chuyện mà họ nhận được toàn bộ số tiền bằng áo đấu áp dụng vào thương vụ đem về tới 60 triệu euro chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ này. Thực chất Juventus chỉ có thể bỏ túi số tiền ít hơn như vậy rất nhiều theo thỏa thuận đã ký trước đó với Adidas. Cụ thể đây là 10%. Thế nên, số tiền thực tế mà Juventus thu về chỉ rơi vào khoảng 6 triệu euro trong 24 giờ. Một khoản tiền khá thấp và thậm chí còn không thể bằng 1/5 mức lương một mùa của CR7. Tương tự Ronaldo, thương vụ Messi cũng đã tạo nên một cơn địa chấn trong doanh thu bán áo đấu của PSG. Và cho dù đã tăng giá áo đấu lên thành 165 euro, PSG vẫn thông báo rằng những chiếc áo đấu của Messi đều đã cháy hàng và giúp cho PSG lãi to trong vòng một tuần kể từ khi công bố thương vụ. Một thống kê kinh hoàng hơn nữa là dù đã dự đoán trước cơn sốt của Messi cũng như chuẩn bị đến 150.000 chiếc áo đấu của anh, nhưng không ai ngờ rằng tất cả đã bay hơi chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, nâng tổng số thu nhập từ việc bán áo đấu của Messi lên thành 25 triệu euro. Tuy nhiên cũng tương tự như Juventus, PSG cũng ký hợp đồng làm ăn với Nike. Thế nên, đội chủ sân công viên các hoàng tử cũng chỉ thu về có 10% lợi nhuận, tức chưa đầy 2,5 triệu euro. Và một lần nữa, chúng ta lại thấy nó không là gì so với số tiền hàng trăm triệu mà PSG chia ra hàng năm cho những hoạt động mua sắm. Có vẻ nghe đến đây thì nhiều bạn thắc mắc về tỷ lệ ăn chia không công bằng giữa bên nhà sản xuất đồ và các câu lạc bộ. Nhưng mọi thứ đều có lý do của nó. Các đội bóng nhận khoản hoa hồng thấp là vì trước đó họ đã nhận được tiền tài trợ từ chính những hãng thể thao đó khi mùa giải mới vừa bắt đầu. Cụ thể, Manchester United được trả 98 triệu euro từ Adidas, trong khi con số này của Nike trả cho Chelsea loanh quanh 80 triệu euro. Thế nên, họ cũng chỉ có thể nhận nhiều nhất là 20% từ doanh thu bán áo. Và nếu như mỗi chiếc áo trị giá 100 euro, Man United đã được xấp xỉ 2 triệu cái trong năm 2021, số tiền mà họ kiếm về cũng chỉ đạt loanh quanh 40 triệu euro. Tuy nhiên, theo những mức phần trăm trung bình mà các trang báo uy tín đã rút ra được, mỗi đội chỉ có mức lợi nhuận thu từ việc bán áo đấu là loanh quanh 7,5% mà thôi, con số khiêm tốn hơn rất nhiều. Có thể thấy, trong loại hình hợp tác như thế này, các hãng thể thao là những người làm nhiều hơn, những trọng trách khó hơn, và vì thế, họ xứng đáng có được những lợi ích tốt hơn.
và thắt nhân định của Jake. Doanh thu của những đội bóng hàng đầu thế giới thậm chí cũng chỉ là hạt cát nếu so với những gã khổng lồ như Nike hay Adidas. Bằng chứng rằng, ông đã đưa ra doanh thu của hãng thể thao nước Mỹ từ tháng 3 năm 2017 cho đến tháng 5 năm 2017 là 9 tỷ đô. Con số này vượt rất xa doanh thu của Chelsea trong hơn 110 năm lịch sử của họ. Vậy là chúng ta đã hiểu được cách đội bóng cũng như các hãng thể thao kiếm tiền thông qua việc bán áo đấu. Đây có thể nói là thương vụ có lợi cho cả đôi bên. Nhưng bên nhà sản xuất vốn đã có cơ sở vật chất, hậu cần và kinh nghiệm sản xuất. Họ chỉ cần một chất xúc tác đủ mạnh để gia tăng doanh số mà thôi. Và trong trường hợp này là Ronaldo hay Messi thông qua việc họ gia nhập câu lạc bộ. Và thông qua video lần này, mong rằng các bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về câu nói bán áo đấu bù lỗ. Chúng hoàn toàn không thể nào trở thành sự thật được vì những điều khoản mà những nhà sản xuất đồ thể thao và câu lạc bộ đã cài cắm